Rồi nhà mình xem tham khảo nha. Giao lưu một cây cẩm thị độ VIP luôn nha mình. Đây là sống khỏe nha mình nha. Mặt lũ nè. Lũ thép âm thân nha mình nha. Cây rất chi là già luôn. Cây này có mã số là 652 nha. Có cái hoành cổ nhà vườn đó, đây là 36 này. Cây cao tính từ mặt chậu mà lên tới đỉnh này là 26 nha. Và cái chiều phóng nha, tính từ điểm này mà xuống tới mót đầu nha là 65. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 40 nha. Cây này thì nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 3 triệu bao ship không chậu nha mình nha. Một phôi cẩm thị nha. Cây này form độ VIP rất là tương lai luôn nha mình. Cây siêu già luôn nha. Cây này bung lộc sống khỏe rất chi là sung luôn. Ở đây là lũ nha mình nha, đầu lũ này, lũ thép đầu nam thân này, nó chảy xuống tới đây nha mình nha. Mình xem tham khảo luôn. Cây này rất chi là tương lai nha mình nha. Cẩm thị nha mình. Cây còn bộ đất riêng luôn này. Nói chung về nhà mình giúp việc sang trọng mới cho em nó nữa là ok thôi, thay áo cho em nó nữa là tuyệt vời luôn. Rồi mã số 652 nha. Nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 3 triệu bao ship không chậu nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.